Xin chào thân ái với Quý Thắng, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi gặp lại quân chung từ game Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và trước mắt chúng ta đây đang là 140 game. Thì số game này là do mình làm tab đó các bạn. Và trong video ngày hôm nay, để ăn mừng kênh của mình đã đạt 6k sub, thì mình sẽ làm video hướng dẫn làm tab kiếm game thân thiện nha các bạn. Rồi, và tab này thì là tab của một trò chơi rất là quen thuộc mà mình đã like vào, nói chung là vài ngày trước. Đó là trò chơi Honkai Impact 3 nha các bạn. Và hiện tại chúng ta đã gặt hái quả ngọt rồi. Vậy thì cụ thể là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải có đạo quảng cáo, rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào mục làm tab. Đạo quảng cáo sẽ xuất hiện trung bình khi chúng ta chơi game được tầm 1 tháng. Một số đạo đã có mục làm tab và một số đạo chưa thì chúng ta cứ tiếp tục là chờ đợi tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn vào dòng trạng thái status để kiểm tra. Và mình đã hoàn thành được một tab đầu tiên, đó là tab Honkai Impact 3 nha các bạn. Còn những tab ở phía trên thì là mình tải về lúc mà đang có sự kiện X2. Đây, chúng ta có thể thấy là nhiệm vụ chúng ta làm, chúng ta sẽ chơi trò chơi Honkai Impact và chúng ta sẽ update nhân vật chính lên level 20. Và sau đó chúng ta sẽ nhận. Lưu ý là chúng ta phải thực hiện tab trong vòng là 30 ngày nha các bạn. Tab này thì đã được X2 rồi, chúng ta mới được là 140 game. Còn nếu không thì chúng ta chỉ nhận được là 70 game thôi. Theo đánh giá của mình thì đây là một tab tương đối dễ và chơi game cũng rất là hay, rất là thú vị nha các bạn. Còn lại những tab ở phía trên là chúng ta vẫn chưa có hoàn thành. Rồi, chúng ta có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều tab ở đây. Riêng tab này chúng ta thấy một lượng game rất là khủng, tuy nhiên thì độ khó của nó cũng rất là khủng nha các bạn. Và tab mình đang hướng đến tiếp theo chính là tab này. Còn về tab này thì mình đang rất là phân vân và có lẽ chúng ta nên từ bỏ thôi các bạn. Mặc dù mình biết rất rõ yêu cầu của tab này, đó là chúng ta sẽ phải là triệu hồi hai mảnh tím. Tuy nhiên thì việc triệu hồi đó gặp rất là nhiều cản trở và cũng rất là khó. Trong khi đó thì thời gian chúng ta chỉ có 10 ngày, nên mình nghĩ là chúng ta sẽ phải đầu tư vào tab ở phía trên các bạn. Còn tab phía dưới chúng ta tải về cho hoành tráng thế thôi, chứ thực ra chúng ta cũng không có làm đâu các bạn. Một trong những nguyên tắc mà chúng ta chọn tab là chúng ta hãy chọn những tab mà bản thân cảm thấy phù hợp, rồi cứ thử tải và trải nghiệm. Nếu quá khó hoặc không thích hợp thì chúng ta có thể là bỏ qua. Cứ như vậy chúng ta sẽ tiếp cận được với nhiều tab và có nhiều cơ hội hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính. Tại sao chúng ta lại gọi là hướng dẫn làm tab kiếm game thân thiện? Bởi vì chúng ta sẽ làm tab ngay trên chính server gốc của chúng ta vẫn đang chơi thường ngày là server Việt Nam, không cần phải tải thêm công cụ hỗ trợ Fast AP nên rất là thân thiện và quen thuộc với mọi người. Nói đây thì mình sẽ nhắc lại phương pháp chúng ta làm tab ngày xưa một chút. Đó là chúng ta sẽ sử dụng là Fast AP để chúng ta sang những tab nước ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì hồi đó thì tab của Việt Nam của chúng ta rất là ít những trò chơi gọi là chúng ta có thể là kiếm game được, mà ở bên tab nước ngoài rất là phong phú. Khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ hỗ trợ như là Hola VPN. Chúng ta tải hai bản về luôn, rồi sau đó chúng ta sẽ fast IP sang một nước nào đó như là Hoa Kỳ, Canada hay là Úc, rồi chúng ta sẽ làm tab ở đó. Và vì sao cách này chúng ta lại không áp dụng nữa? Bởi vì ngày xưa chúng ta đã xảy ra một sự cố và nhà phát hành đã kiểm tra rất là nghiêm ngặt vì chúng ta fast IP để làm tab, khiến cho mức độ khó cũng tăng lên. Và thậm chí thì hiện tại nếu chúng ta dùng fast IP thì khi chúng ta vào tab chúng ta sẽ thấy là tab trống trơn, không hiện một tab nào, nên chúng ta xuất hiện một cách làm mới mà mình gọi đây là phong cách kiếm game thân thiện nha các bạn. Cụ thể phong cách làm tab hiện nay là chúng ta sẽ không sử dụng Fast AP mà chúng ta sẽ làm trực tiếp những tab có sẵn ở tab Việt Nam luôn nha các bạn. Vì sao? Bởi vì tab Việt Nam đã trở lại vào lời hại hơn xưa. Các bạn có thể thấy là những trò chơi mà mình vừa tải về ở bên dòng status là những trò chơi mà khi có sự kiện X2 thì những trò chơi đó đa phần là những trò chơi chúng ta có thể là cày được và chơi rất là ngon, đặc biệt là trò 2.5k game mà mình đang nhắm đến đó các bạn, cũng như là trò Honkai Impact 3 thì chúng ta đã làm xong rồi và chúng ta nhận được là 140 game. Ở đây chúng ta xảy ra một mâu thuẫn là đa phần mọi người chúng ta hay dùng Fast AP như là 1.1.1.1 Hola VPN để chúng ta có thể là vào game dễ hơn. Còn chúng ta sử dụng phương pháp vô game bình thường thì hay bị đứng loan đình đến 69% đó các bạn. Và cách chúng ta giải quyết là như thế nào? Chính là khi cần làm tab thì hãy đăng nhập bằng cách thông thường và không sử dụng Fast AP. Trường hợp chúng ta không vô game được thì chúng ta có thể thử là đổi sang mạng di động hoặc là chạm phát wifi khác. Một cách nữa là trong khi chờ đợi chúng ta chuyển màn hình tab khác như là Facebook, Zalo, rồi chúng ta sẽ đổi lại màn hình game nha các bạn. Nên tránh xa giờ cao điểm là vào buổi tối khoảng từ 7 giờ trở đi. Nếu nghi ngờ game có vấn đề thì các bạn có thể là xóa game tải lại. Vậy nên làm tab khi nào?
thì chúng ta nên làm tab khi mà có những dịp sự kiện là được x2, x3 hoặc là x4, thì khi đó chúng ta sẽ làm lời hơn. Còn nếu những dịp bình thường như mình hiện tại thì chúng ta có thể là chọn những game mà dễ dễ để chúng ta test thử, gọi là kiểm tra sự tương tác. Còn nếu các bạn đang cần game gấp thì các bạn cứ tải những tab mà các bạn muốn, không sao cả. Dù sao thì mình nghĩ trong các đợt dịp sự kiện x2, x3 thì chúng ta cũng xuất hiện những tab mới lạ. Nói chung còn phụ thuộc vào cơ hội, độ may mắn và sự quyết đoán của chúng ta. Tiếp theo, cần chọn những tab như thế nào? Thì ban đầu chúng ta sẽ chọn các trò chơi từ đơn giản đến nâng cao, từ ít game đến nhiều game. Chúng ta sẽ đọc yêu cầu và phỏng đoán công việc phải làm. Chú ý vào lượng game và thời gian chúng ta làm, yêu cầu về level hoặc là yêu cầu về lực chiến cao hay thấp. Như mình thấy tựa game này cũng rất ok đó các bạn. Chúng ta sẽ phải chơi game và hoàn thành đến level 20 trong vòng 15 ngày và với lượng game chúng ta nhận được là 145. Mình nghĩ nó cũng sẽ rơi vào mức là trung bình khó. Còn trò này cũng là mức trung bình khó. Nhưng mà chúng ta có 78 game, chúng ta sẽ nâng cấp nhà chính lên tầm 16. Còn mấy trò mà easy này thì có lẽ là chúng ta sẽ tải về và chúng ta hoàn thành trò chơi. Nếu mà ok chúng ta sẽ nhận được luôn. Những trò chơi này thì chúng ta có thể tải về làm thử hoặc là chúng ta chờ đợi sự kiện X2 cũng được. Rồi, và chúng ta nên tránh những tựa game mà chúng ta bắt nạp nhé các bạn. Những tựa game mà chúng ta có chữ Max Budget. Và chúng ta sẽ tránh những tab mà khảo sát luôn, hoặc là những tab mà chúng ta cảm thấy là không khả thi, giống như những tab có yêu cầu quá cao, quá khó. Còn về tab khảo sát thì mình cũng thấy là có một số bạn chúng ta làm được và nhận được. Tuy nhiên, đa số thì chúng ta sẽ không có hồi âm gì vì phần này rất là mơ hồ các bạn. Mặc dù mình khuyên là như vậy nhưng mà bạn nào làm được thì chúng ta cứ làm thôi. Tiếp theo cũng như mình đã nói là chúng ta sẽ chọn những tab mà bản thân cảm thấy phù hợp, rồi cứ thử tải và trải nghiệm, nếu quá khó hoặc không thích hợp thì chúng ta sẽ bỏ qua. Cứ như vậy chúng ta sẽ có thể là tải được nhiều tab hơn và tiếp cận được rất là nhiều cơ hội hơn. Rồi, còn bây giờ thì là lưu ý, chính là mỗi game cũng như là mỗi trò chơi, mỗi tab thì chúng ta chỉ có thể tải và chơi một lần. Nên chúng ta hãy suy nghĩ và lựa chọn phù hợp, như là yêu cầu như thế nào đó để cho phù hợp với bản thân, với lượng game thì chúng ta cảm thấy ok thì chúng ta sẽ tải và chúng ta chơi nhé các bạn. Trong thời gian chơi không nên xóa game, một số game yêu cầu đăng nhập, một số game không cần đăng nhập cũng không sao. Nên tham khảo ý kiến của những người đã từng làm tab để chúng ta có thể là xin nhận xét ý kiến cũng như là kinh nghiệm, chúng ta có thể làm tab dễ hơn nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ có một số mẹo nho nhỏ, các bạn có thể nhìn thấy những cái biểu tượng ở dưới là những tab chúng ta đang có. Hiện tại là only 6 led, có nghĩa là còn 6 ngày nữa. Và medium có nghĩa là ở mức trung bình đó các bạn. Free có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải nạp, chúng ta sẽ có thể là biết thêm được một số dòng thông tin nhờ vào những cái trạng thái bên dưới đây. Đối với tựa game trên cùng không có chữ free là chúng ta phải nạp rồi đó. Còn tựa game kia hand là ở mức khó đó các bạn. Rồi, và sau khi chúng ta đã chọn được tab ưng ý thì chúng ta sẽ nhấn vào dòng màu xanh ở bên dưới earn game, có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu kiếm game đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chọn tab này. Tab này thì cũng khá là đơn giản thôi. Và sau khi chúng ta nhấn vào dòng màu xanh ở dưới, chúng ta sẽ được liên kết chuyển đến một trang là CH Google Play nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta cứ khai đặt và hoàn thành theo yêu cầu của nhiệm vụ làm tab. Tab mình đang chọn có tên là Thương Khung Chi Kiếm và chúng ta cần phải tải là tầm gần 1GB. Hơn nữa khi mà vào trò chơi này mình nghĩ là còn có thể cập nhật thêm dung lượng mới nữa. Ok, chúng ta sẽ mở vào nè, xem bên trong là như thế nào. Và yêu cầu của tab mà mình đang chọn Thương Khung Chi Kiếm này cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tải về, chúng ta chơi và chúng ta sẽ chơi vào ngày thứ hai. Có nghĩa là chúng ta sẽ đăng nhập 2 ngày đó các bạn. Rồi, và mình đã cập nhật xong cũng như là chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đối với tab này thì mình chỉ có chơi thử cho các bạn xem thôi. Chúng ta vẫn chưa nhận được game đâu. Chúng ta phải đăng nhập vào ngày thứ hai. Và có nhận được game hay không thì cũng phải tùy nữa các bạn. Có một số tab hay bị trục trặc nên chúng ta sẽ khó nhận được game. Tuy nhiên thì mình sẽ chọn là phái kiếm phái nè các bạn. Rồi, ok, nói chung là đồ họa cũng rất là đẹp. Và đối với lại những tựa game, những tab mà chúng ta chọn dễ thì nếu có bị trục trặc cũng không có sao, vì chúng ta cũng không có gọi là mất quá nhiều công sức phải không nào. Trừ việc chúng ta tốn rất là nhiều tài nguyên để chúng ta tải. Về tab như thế này thì mình đã có thực hiện hoàn thành xong một tab đó các bạn. Cũng là một tab kiếm hiệp như thế này, yêu cầu chúng ta tải về và hoàn thành hướng dẫn. Và rồi mình cũng có gọi là một tab kiếm hiệp cũng như thế này luôn các bạn. Tuy nhiên thì mặc dù mình đã lên được level 100 rồi mà chúng ta vẫn gọi là không có nhận được thì mình nghĩ đã bị trục trặc rồi. Hoặc là trong quá trình chúng ta chơi chúng ta đã bỏ sót một điều gì đó.
Cũng có thể là chúng ta chưa thực hiện được yêu cầu hay là hết thời gian, tuy nhiên thì chúng ta cũng không có bị ảnh hưởng nhiều vì táp đó cũng dễ mà chơi cũng hay nữa các bạn. Và một pha rất là ảo các bạn, thiếu hiệp level 5 cân luôn là tà vương level 15. Ok, chúng ta đã lên được level 10, chắc chắn thiếu hiệp có sức đề kháng rất là cao trong pha vừa rồi. Có lẽ chúng ta chỉ chơi ở đây thôi để dành thời gian cho các tựa game khác. Và tiếp theo sẽ là táp Honkai Impact 3 nha các bạn. Honkai Impact 3 là một tựa game nhập vai, hành động, chiến thuật, kỹ năng, đồ họa 3D, yếu tố siêu nhiên kỳ ảo. Với thiết kế nhân vật tinh tế, xinh xắn, mang đậm chất anime vô cùng đẹp mắt, chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác đồng hành cùng với các nữ siêu anh hùng để bảo vệ công lý, tiêu diệt cái ác, cũng chính là những cỗ máy chiến hạm khổng lồ đang ngày đêm tàn phá thành phố. Ở đây, cấp độ chỉ huy của mình đã đạt là level 21, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành yêu cầu. Khi mà trong yêu cầu của chúng ta là cấp độ chỉ huy chúng ta sẽ là level 20, nên mình đã nhận được số game như ở đầu video nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ có hai việc cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta cần phải nâng cấp cho nhân vật mạnh hơn để chúng ta có thể là chơi nhanh hơn và dễ dàng hơn đó các bạn. Chúng ta có thể là trang bị thẻ vết thánh, nâng cấp vũ khí, nâng cấp skill cũng như là nâng cấp nhân vật. Thì cấp độ nhân vật sẽ phụ thuộc vào cấp độ chỉ huy. Cấp độ chỉ huy càng cao thì chúng ta có thể là nâng cấp độ nhân vật tối đa theo cấp độ chỉ huy đó các bạn. Rồi, và chúng ta còn có là tổng cộng là 3 nhân vật các bạn. Thì để đạt được yêu cầu chỉ huy level 20 thì chúng ta chỉ cần có 3 nhân vật khởi đầu là ok rồi. Đấy là nhân vật đầu tiên nè, mình cũng sẽ trang bị cho các nhân vật khác. Nói chung thì các bạn cứ thích lối chơi như thế nào thì các bạn cứ là build như thế đấy. Mình thì thích sử dụng nhân vật cầm kiếm Samurai này, biết là gái Nhật đó, rồi. Nhưng bởi vì cô ấy có skill di chuyển rất cơ động, đường kiếm phù hợp mượt mà cũng như ngoại hình ưa nhìn. Có các bạn thích nhân vật nào thì các bạn hãy bình luận bên phía dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Rồi, vậy còn công việc thứ hai mà chúng ta cần phải làm là gì? Đó chính là chúng ta sẽ đi đánh ải theo cốt truyện để cày level cho chỉ huy. Cũng chính là việc chúng ta thực hiện theo yêu cầu của táp đề ra. Hiện tại level của mình đang là 21, thì chúng ta đã hoàn thành và nhận được 140 game như là ở đầu video các bạn đã thấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh lên level 22 để các bạn cũng thấy được là cách chúng ta chơi luôn nha. Nhân vật đầu tiên của chúng ta sử dụng là một cô bé tóc trắng và cầm hai khẩu súng. Cũng như là chúng ta sẽ có những phím ở trên màn hình. Đầu tiên chúng ta sẽ có là ở bên kia chúng ta sẽ di chuyển và ở bên nút bên tay phải của chúng ta. Từ màn hình nhìn vào đó các bạn, chúng ta sẽ có nút đánh nè, cũng như là các kỹ năng như là né tránh. Chúng ta có thể là bắn choáng nè, cũng như là kích hoạt nổ ở dòng ở trên cùng nha các bạn. Ngoài ra ở phía trên chúng ta còn có thể là chuyển đổi nhân vật. Chúng ta còn một cô gái cầm kiếm và một cô gái tóc trắng khác nữa. Khi cần chúng ta có thể là bấm để chuyển đổi nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có những tuyệt chiêu và bí thuật riêng. Như là cô gái Miko-chan này thì chúng ta có thể là kích hoạt nổ và chúng ta có một cú đập từ trên trời giáng xuống các bạn. Thì chúng ta nhấn hai phát chúng ta sẽ giữ. Đấy, bây giờ mình kích hoạt nổ nè, rồi mình tán nè. Đấy, các bạn có thể thấy là những cú đánh mà từ trên trời xuống sẽ tăng thêm độ uy lực cho chúng ta. Rồi, và như thế thì mình đang gọi là vả rất là nhiệt tình luôn các bạn. Chúng ta cứ đánh xong thì chúng ta sẽ được qua ải và cũng như là chỉ huy chúng ta sẽ được tăng level. Và một phần nhân vật chúng ta cũng sẽ được lên cấp. Nhưng mà chúng ta cũng nên sử dụng đạo cụ nâng cấp nhân vật ở ngoài màn hình giao diện nhân vật đó các bạn. Thì chúng ta có thể là lên cấp nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang nhân vật là cô gái cầm kiếm nha các bạn, để xem thời tới ai càng nổi. Rồi chúng ta sẽ có những lối chơi làm sự kết hợp giữa việc tấn công và di chuyển, thì chúng ta có thể là né được những đòn đánh. Hơn nữa, nếu mà các bạn có thể là né được những đòn tấn công của đối thủ thì chúng ta có thể là phản đam lại bằng cách chúng ta có những giây phút là đây nè các bạn, giống như vậy. Đó, chúng ta khiến cho kẻ địch phải chịu đứng im, rồi sau đó chúng ta sẽ tung tuyệt kỹ vào, cũng như là tuyệt kỹ tuyệt chiêu cuối của cô gái cầm kiếm, chính là chúng ta sẽ chém ra một đường kiếm rất là mạnh. Đấy, rồi né ra thôi các bạn. Trời ơi, không kịp rồi, may quá mình đã chuyển sang là nhân vật khác. Và đây là nhân vật thứ ba, một cô gái tóc trắng khác. Tuyệt kỹ của ấy là không trọng lực sẽ hút kẻ địch vào trong đó, còn chúng ta sẽ chuyển sang nhân vật khác, chúng ta cứ thế là spam chiêu thức thôi. Rồi, lối chơi thì là như vậy. Kỹ năng phụ thuộc vào việc là các bạn có thể là nhuần nhuyễn kết hợp giữa những kỹ năng vừa tấn công vừa né tránh. Nói chung là về tựa game này chơi cũng rất là dễ. Với yêu cầu là level chỉ huy 20 thì mình nghĩ là cũng không quá khó. Chúng ta có thể thực hiện trong vòng là 2 ngày. Nếu như bạn nào mà chúng ta chăm cày thì 1 ngày cũng có thể xong. Rồi, và chúng ta đã hoàn thành ải rất là đơn giản không nào? Đây chính là chân dung cô gái cầm kiếm đó các bạn. Rồi, và sau khi ra phần tổng kết thì chỉ huy chúng ta cũng đã tăng lên level 22 rồi. Rất nhanh phải không nào?
Từ đây thì chúng ta cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta thực hiện những tác tương tự. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với boss của chúng ta, chính là tab 2K5 game nha các bạn. Play Game Z là một tựa game chiến thuật xây dựng lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, con người đang phải chống chọi với một đại dịch khủng bố chưa từng có. Như tiêu đề của game, đó chính là đại dịch Zombie. Chiến tranh, chết chóc, đói khổ, bệnh dịch, nước mắt, lầm than, làm cả thế giới bao trùm trong một màu đen xám xịt. Liệu chúng ta có đủ can đảm để thực hiện nhiệm vụ cao cả là trở thành một người chỉ huy dẫn dắt xây dựng căn cứ được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước, có thể phát triển và gia nhập cùng với liên minh của mình, mở rộng bờ cõi, xưng danh bốn phương? Và nếu các bạn thắc mắc thì về phần kịch bản là do mình tự biên tập nha các bạn. Đây là chỉ huy của chúng ta, cũng là nick chính của mình. Thì chúng ta đang ở level 13, có tên là Toriko. Tuy nhiên thì không có quan trọng về việc chỉ huy chúng ta level bao nhiêu. Quan trọng là chúng ta sẽ có nhiệm vụ là nâng cấp nhà chính lên level 16. Cũng như các bạn đã thấy thì chúng ta đang ở level 15, chỉ còn một bước nữa thôi chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và có thể nào chúng ta sẽ gặt hái được một lượng game, nói chung là cực kỳ là đáng kể luôn các bạn. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Đó chính là chúng ta sẽ nhấp vào ô nhiệm vụ và chúng ta thực hiện theo những nhiệm vụ ở trong đây nha các bạn. Ở trong đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Các bạn hãy lưu ý nhiệm vụ chính sẽ là sườn để chúng ta bám vào cũng như là đẩy nhanh tiến độ. Còn nhiệm vụ phụ sẽ là nhiệm vụ bổ trợ để chúng ta thu hoạch thêm tài nguyên, kiếm thêm đồng hồ skip thời gian góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính kịp tiến độ. Và yêu cầu của tab này đó chính là chúng ta sẽ nâng cấp nhà chỉ huy, có nghĩa là nhà chính chúng ta lên level 16 trong vòng là 10 ngày. Tính thời gian chơi của mình thì chúng ta đã đi đến bước cuối cùng trong vòng là 5 ngày. Và mình nghĩ thì cũng trong ngày thứ 5 này mình sẽ cố gắng là thực hiện nhà chính lên level 16. Rồi chúng ta sẽ cùng đăng nhập vào tựa game Run City để xem là chúng ta có nhận được game thành công hay không. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp chúng ta phải chờ một khoảng thời gian để cho game chuyển về nữa các bạn. Như bạn thấy thì chúng ta đang muốn là skip thời gian trong khi là mình đang có là 2 đồng hồ tăng tốc là 3 ngày và 1 đồng hồ tăng tốc là 7 ngày. Tuy nhiên chúng ta sẽ không sử dụng những đồng hồ này nha các bạn, bởi vì thời gian của chúng ta chỉ có là 14 tiếng. Đó cũng là một trong các mẹo khi chúng ta chơi trò này, phải sử dụng tài nguyên hợp lý. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ cao cấp trong các trường hợp cần thiết hơn. Tính toán lượng thời gian để không bị lỗ nha các bạn. Vậy chúng ta phải kiếm thêm đồng hồ skip ở đâu? Câu trả lời là ở trong nhiệm vụ phụ nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn là những nhiệm vụ phụ để chúng ta có thể là kiếm được thật là nhiều đồng hồ. Đầu tiên, mua tài nguyên, hãy cân nhắc mua tài nguyên ở mức cân bằng thấp. Rồi chúng ta sẽ đợi reset, sau đó có thể mua tiếp. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm hơn đó các bạn. Mục đích của chúng ta vẫn là làm nhiệm vụ để kiếm thêm đồng hồ skip thời gian nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là chúng ta đã có thể là nhận được. Hai là mua hàng trong chợ đen. Nói chung về mua bán thì chúng ta cứ áp dụng cách như trên, đó chính là mua rẻ rồi chờ reset. Và lưu ý với các bạn là để mở thêm được nhiều tính năng như vậy, chúng ta cần phải là nâng cấp những ngôi nhà xung quanh như là chợ nè, câu lạc bộ nè. Thì khi đó chúng ta sẽ mở được thêm nhiều tính năng để bắt đầu khai thác kiếm thêm phần thưởng nhiệm vụ nha các bạn. Còn đối với lượng kim cương trong game, chúng ta nên mở thêm là nhà thợ xây nè. Lượng game đó chúng ta có thể là sử dụng để mà skip khi mà cần thiết, hoặc là thu mua vật liệu gì đó. Nói chung thì bình thường chúng ta vẫn nên để dành các bạn. Đặc biệt là chúng ta hãy nhấp vào ô menu để chúng ta có thể là vào kho đồ. Và ở bên trong kho đồ thì các bạn hãy sử dụng tất cả những gói tài nguyên nha các bạn. Chúng ta có thể là chừa lại những gói thể lực cũng được. Và những gói quà chúng ta mở ra sẽ kiếm thêm được nhiều, gọi là đồng hồ, sau mỗi cấp độ mà chúng ta nâng lên. Ở đây thì mình mở được rất nhiều món quà này các bạn. Đây, nói chung là có nhiều cái thì chúng ta có thể là để dành rồi mở, còn có nhiều cái chúng ta mở luôn thì cũng không sao hết. Trong đây cũng có nhiều đồng hồ lắm các bạn. Những tài nguyên chính của chúng ta sẽ bao gồm có là lúa mạch nè, có điện nè, có dầu và có đá, cũng như là chúng ta sẽ có thêm vàng nữa. Vàng thì chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng để chúng ta có thể là spam nhiệm vụ nha các bạn. Đó là cách chúng ta kiếm thêm được thật là nhiều những đồng hồ skip. Vậy spam nhiệm vụ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thực hiện đi thực hiện lại những nhiệm vụ dễ mà chúng ta có thể làm để kiếm thêm được thật là nhiều những đồng hồ skip đó các bạn. Và chúng ta cũng phải là tương tác với lại liên minh rồi nhé. Ở trong đây cũng giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, như là chiến liên minh nè, quà tặng liên minh nè, có cả là kiểm tra những cái phần quà chúng ta mở ra cũng rất là giá trị. Và đặc biệt chúng ta hãy nên trợ giúp liên minh nha các bạn, cũng có góp phần trong nhiệm vụ nữa đấy. Và quyên góp nữa, trong đây cũng có là khoa học liên minh.
Nói chung là chúng ta phải gia nhập liên minh để có thể là đẩy nhanh tiến độ cũng như là mua hàng ở trong liên minh này các bạn. Ở trong đây cũng bán đồng hồ nữa, tuy nhiên thì mua được cái gì các bạn cứ mua nha các bạn. Nói chung để giành đồng hồ vẫn là ưu tiên trên hết. Được rồi, mình sẽ mua luôn là hai cái nè. Với chúng ta hãy lưu ý là hãy thường xuyên là thực hiện những hoạt động nhé. Rồi nãy giờ chúng ta cũng gọi là làm được khá khá, cũng nhận được rất là nhiều đồng hồ rồi. Và chúng ta còn có nhiều công việc để chúng ta có thể là thực hiện để mà kiếm thêm nhiều đồng hồ nữa các bạn. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ chúng ta hãy thực hiện hết những cái hoạt động ở trong sự kiện, trong menu. Và cũng như là các bạn có thể là đọc và làm, có thể là nhấn vào để cho nó gợi ý để chúng ta làm nha các bạn. Ở đây thì chúng ta cũng có một công việc spam rất là ngon để chúng ta sẽ spam dò thám nha các bạn. Việc spam dò thám này sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những chiếc đồng hồ luôn. Kể cả là những chiếc đồng hồ mang lại thời gian là 15 phút rồi 30 phút rồi rất là nhiều. Nói chung là các bạn có thời gian chúng ta cứ spam nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ chọn dò thám ở nơi gần nhất, chỉ mất có 2 giây thôi các bạn. Nếu mà không có chỗ gần chúng ta có thể là chuyển nhà tới chỗ gần. Đây, đồng hồ 17 cái đồng hồ 30 phút, cực kỳ là giá trị luôn phải không các bạn. Nói chung là nhận được rất là nhiều lắm. Nhờ những nhiệm vụ này nên mình mới có thể là skip được nhanh như vậy. Nói chung thì mình cũng mới phát hiện ra. Đây, nếu các bạn muốn nhanh thì chúng ta phải chăm thực hiện các hoạt động. Như mình thì chúng ta đã thực hiện gần hết rồi. Và cũng như là chúng ta phải giải những câu đố bí ẩn đi nha các bạn. Nói như vậy thì vô hình chung chúng ta sẽ có rất nhiều công việc phải làm. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự hấp dẫn cũng như là thú vị của game nha các bạn. Mình cũng đã có là gọi là cảm nhận được rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã gần đến những cái mốc cuối cùng rồi. Chúng ta cũng có thể là nâng cấp những anh hùng trong đây để kiếm thêm phần thưởng nữa các bạn. Rồi ở các anh hùng chúng ta có thể là tiếp tục là spam phát triển vàng nè. Mỗi lần chúng ta chỉ mất có 6k vàng thôi, nhưng mà đối với nhiệm vụ này chúng ta cũng kiếm được rất là nhiều những cái đồng hồ nha các bạn. Đây, mình lại tiếp tục là kiếm được những cái đồng hồ mà giá trị là 30 phút luôn đó các bạn. Và chúng ta còn có là chế tạo mảnh vật liệu như thế này. Rồi, tinh luyện những cái trang bị nè các bạn. Và có những trang bị chưa nâng sao thì chúng ta cũng có thể là nâng sao. Phần lớn những nhiệm vụ này chúng ta phải dùng đến vàng nha các bạn. Thế nên vàng cũng là một nguyên liệu rất là quan trọng chúng ta sở bam nhiệm vụ. Đấy, chúng ta kiếm được rất là nhiều đồng hồ luôn. Như vậy thì chúng ta có thể là hoàn thành xong ải này. Rồi và vẫn còn rất là nhiều cách để chúng ta kiếm thêm đồng hồ. Như là chúng ta có thể là dẫn quanh, chúng ta đi đánh zombie nè. Chúng ta đi đánh những nhà của những người chơi khác. Và cũng có một vài tính năng trong lúc chúng ta chơi thì chúng ta cũng vô tình. Chúng ta sẽ mở khóa những nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần đọc thật kỹ và làm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi ở ngoài. Thì đối với tựa game này mình chơi được là 5 ngày. Và mình gọi là không cần phải đăng nhập nick nha các bạn. Chúng ta cứ vào rồi chơi thôi. Ok. Chúng ta vẫn còn gọi là thời hạn rất là nhiều. Bây giờ là thành quả của mình nè. Nãy giờ chúng ta đã thu phục được rất là nhiều những chiếc đồng hồ rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng thôi. Các bạn hãy chú ý là ở móc bên dưới để chúng ta có thể là nhìn thấy được lượng đồng hồ mà chúng ta đang sử dụng. Bây giờ thì mình phải yêu cầu là nâng thêm một cấp nữa. Đây các bạn cứ bập vào nhà chính nè. Đấy, chúng ta bấm vào cái gì còn đỏ, bấm kiểm tra nè. Bắt đầu thì cấp độ của tường. Rồi thì một ngày nè, nâng luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào tăng tốc. Thì đối với tường chúng ta sẽ dùng là những cái đồng hồ này nè các bạn. Chúng ta có rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái nhiều trước thì bạn thấy là hai cái đồng hồ với giá trị là 2 tiếng và mấy cái ở trên thì chúng ta cứ canh mà sử dụng. Nhưng mà bởi vì chúng ta cũng gọi là sắp sửa thành công rồi nên cũng không cần lo lắng vì chúng ta còn hai đồng hồ là nâng cấp 3 ngày nữa. Đây rồi, còn bức tường thành nè. Mình sẽ dùng luôn là cái đồng hồ 3 ngày ở dưới cho các bạn. Đấy. Thế là xong, chúng ta đã thực hiện xong những yêu cầu để chúng ta có thể là nâng cấp nhà chính lên level 16 với mốc thời gian là 5 ngày. Và cũng may là mình đã trừ lại một cái đồng hồ skip 7 ngày nên chúng ta sẽ rất là nhanh và có thể là hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Ok, như thế chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu của tab này, đó là nâng cấp nhà chỉ huy lên level 16. Đối với tab này chúng ta sẽ có là 2488 game khi mà có sự kiện X2. Và nếu chúng ta làm lúc bình thường thì sẽ là 1244 game. Nói chung thì số game cũng nhiều các bạn. Mà mình nghĩ là chúng ta nên để dành khi có sự kiện X2 hay X3 thì chúng ta hãy làm nha các bạn. Bởi vì tab này thì nó gọi là mình đánh giá là đơn giản hơn so với số game mà chúng ta nhận được. Vì ở mốc game đó thì đối với lại những tựa game chúng ta chơi sẽ có một độ khó gọi là cực kỳ cao luôn. Đấy, chúng ta sẽ mở thêm được rất là nhiều ngọc, nhiều đồng hồ mỗi khi mà chúng ta nâng cấp nhà chỉ huy này. Rồi, và tổng kết lại thì chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ tab.
Và chúng ta còn dư là 3.300 kim cương ở trong tựa game này nữa các bạn. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta hạ màn rồi. Mời các bạn sẽ cùng nhau là đăng nhập lại vào tựa game Run City để xem là chúng ta đã nhận game thành công chưa nhé các bạn. Nói chung thì mặc dù là mới hoàn thành, nhưng mình nghĩ nếu mà lại những tựa game mà có nhiều game như vậy thì mức độ tin cậy của chúng ta cũng rất là cao. Nếu chúng ta đã thực sự hoàn thành xong yêu cầu tab thì chúng ta hãy vào để check lại thường xuyên nhé các bạn. Rồi, phút giây căng thẳng cũng đã đến, mình và các bạn sẽ cùng nhau là vào lại tựa game Run City nhé. Rồi ok, rất là hồi hộp luôn các bạn. Không biết là game của chúng ta đã được chuyển về hay chưa, nhưng mình mong là chúng ta sẽ thành công. Rồi, nào. Yes, ok, chúng ta thành công đó các bạn. Một cảm giác thật là do mod, mình không còn từ nào để diễn tả một cảm xúc mà rất là tuyệt vời của mình ngay lúc này. Chúng ta chỉ mới làm xong có một cái, chúng ta vào là nhận được ngay luôn các bạn. Bằng chứng là các bạn có thể là quan sát thời gian sự kiện và thời gian mà đồng hồ của mình khi nãy mới hiển thị. Nói chung rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay và cùng chia sẻ giây phút này với mình. Ok, vậy chúng ta sẽ nhận nè 2488 game. Số game chúng ta đã được tăng lên rồi các bạn. Để xem chúng ta hiện tại đang có là bao nhiêu game đây. 5753 game luôn các bạn. Và mình xin xác nhận với các bạn là đây là lượng game hoàn toàn chúng ta cày chay mà có được. Còn lượng game vừa rồi chính là phương pháp làm tab kiếm game thân thiện nha các bạn. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại dòng trạng thái nè. Đây các bạn có thấy là ở dòng trạng thái chúng ta đã hoàn thành xong thêm một trò chơi nữa, là trò chơi Play Get Z, với mức phần thưởng là 2488 game. Cùng với đó là một tab, nói chung là tab võ lâm mà mình nói đó các bạn. Yêu cầu chúng ta tải về lập nick và đạt được level 1 thì mình cũng cày lên level 10 rồi. Và chúng ta cũng đã nhận được là 10 game. Còn đối với lại 3 tựa game ở phía trên thì một cái mình bị lỗi và hai cái thì mình bỏ nha các bạn. Nói chung chúng ta hoàn thành xong được tab này là vô cùng là giá trị rồi. Đấy, chỉ cần là nâng cấp nhà chỉ huy lên level 16 trong vòng là 10 ngày. Nhưng nếu chúng ta biết làm chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Và trò này thì như mình đã nói rất đơn giản là đăng nhập trò chơi, tạo tài khoản và lên level 1. Kể cả trò Honkai Impact 3 cũng rất là đơn giản các bạn. Từ đây chúng ta rút ra các kinh nghiệm khi mà chúng ta chơi game làm tab là: thứ nhất, phải có sự kiên trì, cố gắng, thái độ lạc quan, vui vẻ, dù cho có thành công hay thất bại. Quyết định tab phù hợp với bản thân để có thể là tiếp tục hoặc từ bỏ và chuyển sang cày tab khác. Thứ hai, trong quá trình chơi hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ tab đang làm và bám sát vào nhiệm vụ đó, phân chia các nhiệm vụ phụ để bổ trợ cho nhiệm vụ chính, tìm ra phương pháp lối chơi phù hợp để có thể là đẩy nhanh tiến độ, tránh việc quá thời gian quy định. Thứ ba, nếu gặp phải trục trặc hay rắc rối có thể lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ, hỏi xin ý kiến, kinh nghiệm từ mọi người. Thứ tư, khi nhận tab có thể vào game kiểm tra xem game đã được chuyển về chưa, nếu chưa trong thời gian đó có thể là vào lại tab và chơi tiếp, cố gắng vượt yêu cầu hoặc tìm kiếm xem có bỏ sót điều gì không. Cuối cùng là nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không nhận được thì chúng ta cũng chấp nhận, không nản chí và cày tab khác. Ở đây ngoại trừ 3 tab trên, chúng ta còn một tab thương khung chi kiếm mà chúng ta mới tải về. Mình mong là sẽ hoàn thành tab này trong thời gian không xa. Và lưu ý nữa là các bạn, khi chúng ta làm tab chúng ta nên thường xuyên vào dòng trạng thái status của game để chúng ta nhấn vào chữ complete để tăng độ tương tác nha các bạn. Về tính năng report thì mình vẫn chưa nắm rõ lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một số câu hỏi thắc mắc trước khi chúng ta kết thúc video nha các bạn. Thứ nhất, về việc làm tab trên iOS thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Đa số mọi người đều đồng tình với ý kiến cho là không được. Ngày trước thì mình có nghe nói chúng ta có thể là dùng VATEP, nhưng bây giờ thì chúng ta có gì làm nấy thôi các bạn. Tất nhiên chúng ta phải chịu thiệt thòi hơn so với lại bên Android rồi. Thứ hai, nhiều bạn thắc mắc là làm xong tab mà vẫn chưa nhận được thì chúng ta nên xem kỹ lại yêu cầu, tránh trường hợp bỏ sót hay hết thời gian nha các bạn. Nên hỏi xin thêm ý kiến, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Thời gian để game chuyển về có thể kéo dài đến vài ngày, các bạn cũng không nên là quá lo lắng. Thứ ba, khi chúng ta đăng ký tab vào sự kiện X2 thì cho dù hết sự kiện, lượng game chúng ta vẫn không thay đổi. Mỗi tab chúng ta chỉ làm được một lần và không yêu cầu thì chúng ta không cần thiết phải liên kết nick. Khi hoàn thành xong tab thì cho dù chúng ta đang ở server nào cũng có thể nhận được game nha. Điều cuối cùng là mặc dù mình không phải là dân chuyên trong lĩnh vực này, sẽ có nhiều rắc rối, câu hỏi mà mình không thể giải đáp được. Nhưng cũng xin chúc các bạn vui vẻ và làm tab thành công. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đó sẽ là niềm động lực để mình làm thêm nhiều video mới hay hơn. Còn bây giờ video của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!